đánh giá thấp Choco và đám nhóc kia rồi. Có thể chúng đã phá được thiết bị kích hoạt núi lửa nên mặt đất là không rung lắc nữa, dung nham mới ngừng chảy chứ. Ủa, thiết bị tăng áp lực đâm sâu vào lòng đất mà chúng cũng phá được sao ta? Mau, theo ta tới chỗ thiết bị coi sao. Nữ hoàng ơi, đúng là nhóm bạn bè của Choco đang đứng tại vị trí chúng ta đã gài thiết bị kích hoạt núi lửa. Không ngờ đám nhóc này lại tìm được vị trí gài thiết bị nhanh như vậy. Bỏ khí, mau tìm cách bắt chúng cho ta. Dạ, nữ hoàng. Là bọn bóng đêm, chúng đang tiến tới chỗ chúng ta kìa. Choco còn chưa ra ngoài, chúng ta phải bảo vệ ống dẫn, nhất định không được để chúng làm hại Choco. Bỏ khí, mau bắn đạn đá. Đừng tưởng ta không thể làm gì bọn ngươi. Tiếp tục tấn công. À, nữ hoàng ơi, tần phát hiện bên dưới có một đường ống dẫn lạ lắm. Chắc chắn chúng đã đi theo đường này xuống dưới lòng đất. Vậy chúng ta hãy chia ra. Ta ở trên này đối phó với bọn trẻ trái đất, còn ngươi chui xuống sửa lại thiết bị kích hoạt núi lửa nha. Dạ thôi, cho thần ở trên này nha nữ hoàng. Ngươi được quyền chọn à. Mau chui xuống đó, còn ta ở trên này. Nhưng nghe nói dưới đó có bùn mắt ma, nóng tới cả ngàn độ C lận. Thì sao? Nhân danh nữ hoàng hành tinh bóng đêm, ta ra lệnh cho ngươi mau chui xuống dưới điều tra. Nhất định phải kích hoạt lại thiết bị đánh thức núi lửa cho ta. Choco đang ở dưới đó, mình phải xuống cảnh báo bạn ấy mới được. Không được, Choco đã dặn dưới đó nhiệt độ rất cao, em xuống sẽ bị hơi nóng thiêu rụi mất. Bình tĩnh đi Kem, Choco sẽ sớm quay trở lại thôi mà. Các bạn giúp chơi, mình sắp đổi không nổi nữa nè. Thì ra là do ngươi dám phá kế hoạch của bọn ta. Bỏ khỉ, ngươi muốn gì? Mau tránh ra, ta phải kích hoạt lại mũi khoan tăng áp lực lòng đất đây. Ngươi đừng hòng. Ôi không, chắc mình đã đào sâu xuống bùn mắt ma rồi. Phải mau lên trên trước khi dung nham trào ra mới được. Đang đánh nhau sao bỏ chạy vậy cho cô? Bọn bóng đêm đã bị phá hủy, mọi chuyện ổn hết rồi, chúng ta về nhà thôi. Rời khỏi núi lửa. Cuối cùng thì chúng ta đã an toàn trở về. Ủa, bọn bóng đêm đâu? Bắt lấy chúng. Thôi không sao, bọn chúng đang bị thương nặng, tạm thời sẽ không dám gây rối đâu. Cũng may lần này không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nhờ Choco đã mạo hiểm ngăn chặn núi lửa phun trào, chúng ta mới có thể an toàn trong mô hình núi lửa. Phải đó, cảm ơn bạn đã cho cả nhóm một chuyến phiêu lưu khám phá núi lửa thật đáng nhớ nha. Và cũng thật đáng sợ nữa chứ. Nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên chuyến đi này.